Bản tin thời tiết ngày 24 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày mai 25 tháng 5, mưa vừa mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có khả năng giảm dần, mưa rào và dông vài nơi. Ngoài ra, từ hôm nay đến ngày 29 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25, nhiệt độ cao nhất từ 25-28. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.